Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh thời trung cổ. Hiện tại thì mình đang ở dưới địa ngục để mình tìm nốt cái công trình của con boss cuối cùng bên địa ngục ha, Nether Keeper. Cái con này thì nó núp hơi bị kỹ luôn. Mình tích cực đi tìm rồi nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có tìm ra được chỗ của nó nữa. Hy vọng là hôm nay thì mình có thể tìm ra được ha. Ui mà dưới địa ngục thì lúc nào mình cũng phải đề cao cảnh giác mới được. Tại vì có rất là nhiều con nó chơi tiệt chiêu ú à, dễ bị giật mình lắm. Đồ ăn cũng gần hết rồi. Kệ, chịu khó đi khám phá thôi chứ biết làm sao. Có rất là nhiều con Frey ở đây luôn nha, nên mình cũng phải thiệt là cẩn thận với nó. Mấy con này thì nó ưa bắn ra cái ngọn lửa xanh á. Ở trên kia còn có con Devil nữa cơ. Ồ, chỗ này nhìn quen quen vậy. Không biết chỗ này có đồ không ta. Nhìn rất là đẹp luôn. Hình như đây là chỗ thờ cúng gì á. Khá là đẹp á, nó xây cực kỳ đẹp luôn á. Ở trên đó là cái vùng đất cát linh hồn rồi. Và phía bên đây nó còn có công trình nữa nè. Wow. Ui 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 cái gì cái... Ui trời, sao tự nhiên cháy rồi. Gì đây? Ồ, cái này giống như là một cái ngôi đền á. Cực kỳ to và đẹp luôn. Và không chỉ vậy, ở trong đó còn có những con quái vật gì nhìn ghê rợn lắm cơ. Mình sẽ áp sát. À, nó là cái con gì á? Con beast. Quái thú. Quái thú nè. Quái thú nè. Búp sức mạnh lên. Quái thú. Nó trâu lắm. Mình búp sức mạnh lên rồi mà mình chặt nó vẫn không chết nổi nè. Ui, nó chết xong nó còn triệu hồi ra những con quái khác nữa. Ui, nó khóc cơ. Ui, sao nó khóc thế ghê á. Trời ơi, người ta lỡ tiêu diệt mà khóc cái gì ghê ấy. Những con quái thú ở trong đây nó sẽ khóc sau khi mình tiêu diệt nó. Xương đen hả? À, quá trời xương đen luôn. Cơ hội để mình kiếm chát thêm á. Xương nè, đập. Cái lòng mấy con này thì nên đập đi. Nó cho mình quá trời đồ luôn nha. Thuốc hồi mana. Cái này thì mình đã có rồi. Nón nè, một cây dao. Lượm luôn. Ui trời. Này thì rắn làm tinh nè. Ui, bơm. Được. Có bơm đi xíu mình nghịch rồi. Đổi hướng qua bên đây đi. Bên đây nó là những cái lồng spawn của cái con quỷ lửa. Mình cũng sẽ đập luôn ha. Nó còn cho mình một cái Nether Eye nữa nè. Nón băng. Còn rất là nhiều rương luôn á. Nhưng mà tiếc là những cái món đồ này giai đoạn hiện tại thì mình đã có hết rồi. Chưa có món đồ nào mới hơn một xíu. Giáp các thứ. Ui, nữa. Hình như có cái lồng spawn con xương đen ở đâu ấy. Hay là tại trên này nó... Nè, nó có một cái ghế luôn nè. Wow, xịn thiệt. Mình sẽ đập hết những cái lồng xung quanh này trước đi. Chứ để ngồi mình bốc phép một hồi là quái nó xuất hiện tràn lan đó. À, lại đây. Ui, lại đây. Đừng có nhờn. Rồi mình sẽ kiểm tra món đồ trong rương này ha. Đây có vẻ là kho báu trong cái công trình này rồi. Cho mình tương đối là nhiều luôn. Và nhắc tới những cái cục kem mắc ma này mình mới nhớ. Mình có thể sử dụng cái kem mắc ma này để triệu hồi một con boss đó. Một xíu về nhà mình coi mình còn cái mầm cây triệu hồi boss không. Và nó cho mình một phôi netherite luôn nè. Quá díp luôn. Kiếm hunting hả? Không cần lắm. Lục tiếp nó còn nhiều rương lắm. Nè, một phôi netherite. Hai cái mảnh vỡ cổ đại. Im vậy. Lượm luôn. Rune up love. Lượm. Kem nhung nham lượm luôn. Nói chung là hốt sạch. Gặp mình là hốt sạch liền. Và cái rương cuối thì nó không cho mình thêm những cái mảnh vỡ cổ đại rồi. Nhưng mà nó cho mình một cái
Cái này nhìn giống cây cướp vậy, nhưng mà nó lại là một cái vũ khí tấn công nha. Wow, nó cực kỳ dài luôn á. Mày quýnh nó thật. Trời 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 trời. Quýnh một cái chết con xương đen luôn. Cái này cũng thuộc dạng vũ khí VIP á, không phải dạng vừa đâu. Ui chết rồi. Trời ơi, còn vứt cái nhầm cái lọ thuốc nữa. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào. Nó trên nó còn mò xuống nữa. Vậy là ở phía trên vẫn còn còn đường đi á. Để mình tìm đường mình lên trên nữa. Đi ra chỗ khác đi. Phục khí mới này cũng hơi bị mạnh đó nha, không phải dạng vừa đâu. Rồi đập luôn cái lồng trên này. À mình biết rồi, nó xuất hiện là do cái lồng spawn phía trên mình chưa có đập. Mình thử mình bay lên trên coi, coi phía trên nóc nó có cất cái gì không. Đây chính là phía trên nóc của công trình á. Có vẻ là, à trên nóc nó có cất đồ nè. Ồ, nguyên một cái tàn tích cổng địa ngục luôn. Đúng. Có thuốc, có cung các thứ ha. Ô, cúp sửa chữa. Lầm 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 lầm. Cái gì quýnh hoài vậy? Con này hung dữ, hung dữ. Nó nhỏ xíu mà, nó nhỏ xíu mà nó hung thấy ớn luôn. Nè, nó tạo ra một cái vùng độc khi mà mình sử dụng cây cúp nè. Đã ghê á. Lại là một cái vũ khí mới khá là tốt. Đằng kia nó còn có công trình gì nữa. Sao có nhiều công trình lạ ở bên đây mà mình mới phát hiện ra luôn á. Để mình cất bớt mấy cái đồ mà nãy giờ mình nhặt được vô ha. Cất bớt vô trong đi. Cất vô. Qua đây coi thử. Đây là công trình gì? Ôi nó có đường đi xuống luôn. Ghê á. Lại thêm một cái phôi netherite. Vậy là nãy giờ mình loot sơ sơ là mình được 3 phôi netherite rồi. Đã thiệt á chứ. Nó có đường đi xuống luôn nha. Và ở dưới có rất là nhiều những cái con bích lên luôn. Mình sẽ cẩn thận xuống dưới và chặt nó. Chặt nó nè. Bích lên thông bạo hả. Có vẻ đây là cái kho báu của bọn chúng á. Rất là nhiều vàng được cất ở trong đây ha. Mình sẽ dùng cây cúp của mình để mình đào. À, con này. Bích lên thông bạo. Bích lên thông bạo. Mấy con này nó hung hăng lắm. Nó thấy mình vô phát là nó, nó vay lại, nó úp sọt mình liền à. Nhưng mà mình sẽ không để cho nó làm chuyện đó đâu. Nó còn rớt cái dung nham nữa. Vừa cái bụng. Vừa cái bụng mình lắm. Vừa cái bụng mình lắm. Phóng đĩa. Phóng cái đĩa vô mặt nó nè. Cho nó chết luôn. Quá im. Rồi tiếp tục lấy kho báu của nó. À nó còn giấu cục vàng ở dưới nữa cả. Lượm luôn. Và trong đây thì nó chỉ có sắt với vàng thôi à. Chứ nó không có thêm netherite ha. Khá là ổn. Mà không sao, có được một cái phôi netherite ở phía trên là quý rồi. A few moments later. À, à. Lại là công trình này. Ui giời ơi. Ui. Ui nó giật ngược lên mình đó chứ. Thế lè. Công trình này có lần mình đã gặp một cái giống như vậy. Nó bịp mình. Bây giờ mình không có hy vọng đâu. Mình chủ yếu vô đây lượm đồ về trang trí thôi. Trong đây nó chỉ là chỗ để mình đi du lịch thôi à. Chứ không phải là chỗ để mình kiểu như là loot đồ đâu. Nó không có đồ đâu. Kinh nghiệm của mình đã cho mình biết ha. Cây thì có chữ. À à, nó có vàng. Nó có vàng. Chậu vàng nè. Giấu đi. Các ngươi đừng có giấu. Mình lượm hết nó chỗ. Ủa? Ủa vậy là công trình này mình khám phá rồi luôn hả? Sao cửa mở tan quát rồi? Ủa? Bức tượng nè. Ở đây nó toàn là đồ vàng không à. Nó giàu lắm. Nè nó còn có bàn cường hóa nè. Bàn cường hóa nè. Quét sạch. Mình vô đây là mình quét sạch mấy cái đồ giá trị luôn. Qua đây tiếp, qua đây tiếp. Thỉnh thoảng trong đây nó có những cái con, con quái vật để canh giữ á. Nhưng mà hiếm lắm mới gặp nó. Thôi mình cái gì giá trị thì mình lượm trước đi ha. Rồi sơ sơ là có một vài cái món đồ đó đó. Tiếc cho một cái công trình đẹp như vậy mà không có rương gì hết luôn. Ổn thế ớn. Anh chịu thôi chứ biết sao giờ. Nó đã không muốn cho mình rồi mà. Ui ui con gách. Nè con gách này. Cho nó ném mùi đĩa bay. Eo đĩa bay hụt ra.
ký vô cái mỏ, ký vô cái mỏ của nó. Bắn bắn. Người ta đã tha cho rồi mà cứ đi cà khẻ thôi. Phía trước mặt. Ui, gì hoài vậy? Cái gì hoài vậy gách? Ui sao mình phóng cái đĩa hộp hoài? Phóng cái đĩa hộp hoài. Mình đóng băng con gách. Mình thử đóng băng gách nhưng mà có vẻ không thành công rồi. Tiêu diệt nó bằng cung. Phía bên này á, mình thấy nó có một cái con chó sói địa ngục nha, hai đầu. Con này mình đang rất là cần luôn. Hy vọng là với cái dòng nhạc cấp độ 6 thì mình có thể lấy được thủ cốt của nó. Có luôn nè. Ý, mình đang rất là cần cái này. Arthur hết ha. Được cái răng của nó luôn. Ủa cái vuốt chứ, móng vuốt. Móng vuốt ép được dòng sắc bén luôn. Quá tốt. Có được một thứ mình cần tìm rồi. Đây là thứ phụ thôi á, nhưng mà có mình tìm được thì cũng khá là mừng luôn. Giờ thì tiếp tục đi tìm con boss thôi. Ý, có một cái tổ rồng hay sao nè. Chính xác một cái tổ rồng. Bây giờ sẽ đổi sức rồng nha. Vô trận chiến với hai con rồng. Em rồng chiến thôi em ơi, chiến thôi. Nhưng mà nó chết rồi. Ủa, ui mình quên mất mình dùng cây saber, mình ký đầu con rồng này nó ngủ ngàn thu luôn rồi. Mình quá đáng thiệt á chứ. Mà thôi kệ, làm hết vảy rồng của nó đi. Đây là con rồng sấm sét có cái vảy màu hơi xanh xanh á, khá là đẹp á, làm giáp rồng là hơi bị đẹp luôn. Rồi cái tổ rồng nó thì cũng chẳng có gì giá trị thêm ha. Bên kia là một cái vùng đất kiểu như cằn cỗi thôi. Thiệt luôn, định chó rồng thể hiện solo 1-1 với con rồng khác mà chưa gì mình đã cao ít hàng của em rồng rồi. Mình hôm nay quá đáng lắm luôn á. Xứng đáng bị phạt làm hai bộ giáp rồng. Bốc phép á. Chứ một xíu về nhà coi chuẩn bị còn đánh boss nè, làm giáp cái gì không biết. Má ơi con rắn. Làm giật mình. Mèn đét ơi. Ú hồn. Hên là con rắn nó không có làm gì mình đó nha. Không là tới cái củ kiệu rồi. Ủa cái vùng này có rất là nhiều con linh cẩu luôn nha. Nguyên một đàn linh cẩu luôn kìa. Ớn đi chứ. Thôi té. Một hồi nó vây lại nó hội đồng mình thì lúc đó cưỡi rồng chạy không có kịp đâu á. Đã vậy còn có anh Cyclops ở đây nữa. Mình sẽ cho rồng chiến đấu với anh Cyclops. Coi em rồng có chiến thắng nổi anh Cyclops này hay không nha. Xuống chơi luôn em. 1-1 luôn em. Chơi không đi. Chơi. Tấn công. Quất đi em. Mình sẽ tấn công chứ. Đó anh tấn công rồi kìa. Quýnh đi nè. Hôm nay anh cho thể hiện mà không thể hiện chứ vậy. Đó. Ow. Em rồng. Cú. Đúng rồi, tấn công đi em. Đúng rồi, phun sấm sét các thứ đi. Ui, em tấn công như vậy thì toán rồi. A few moments later. Để mình tiễn anh sai lớp này đi. Cho rồng tấn công mệt ghê luôn á. Mình đặt niềm tin vô rồng. Hên là mình trâu, chứ mình không trâu thì đợi em rồng giải cứu chắc mình xanh cỏ mất tiêu rồi. Bố tai luôn á. Rồng quá là lì. Quá là nhây rồi. Thôi, không thích hợp cho rồng trợ giúp trong những tình huống cấp bách đâu ha. Nếu không muốn kiểu gì xanh cỏ. Rồi, và sẵn tiện ở đây nó có chỗ này thì mình sẽ vô kiếm miếng đồ đi. Ý, ở bên đây mình phát hiện nó có một công trình gì lạ lắm nè. Được. Nhìn có cái nét gì đó giống cái mặt của cái tên cướp dân làng á. Cái đường vào đã bị rào lắm. Kìa. Nó còn có cái con gì nhìn ghê lắm. Rồi xong rồi. Lại dính hiệu ứng thanh thản rồi. Ôi tôi không muốn vô đây thanh thản đâu. Mới tới cổng hù người ta thanh thản rồi. Dám hù mình hả? Vô đây. À, triệu hồi pháp sư. Triệu phát nổ nè. À, triệu hồi pháp sư hả? Pháp sư. Rồi nó đầu độc mình rồi.
Pháp sư. Pháp sư nè. Mấy con vét này dám đầu độc mình. Mà hên là bây giờ mình không có trúng độc mất máu á, nên cũng không sợ lắm. Rồi Ngọc Luli đem về cường hóa luôn. Ủa nó còn thuốc cái lọ thuốc gì á? Wow, lọ thuốc này uống vô cộng được 4 trái tim luôn nè. What the hell? Nó cộng mình đủ cái hiệu ứng luôn á. Lọ thuốc này hơi bị xịn. Nước thánh Holy Water. Nước thánh hả? Uống vô có sao không đây? Nghi quá. Thôi chắc mình uống thử đi nha. Cái gì nguy hiểm mình phải thử trước mới được. Nghe nước thánh là nghe nó có vẻ là xịn rồi. Rồi mình lên. À thôi, đợi khám phá xong đi rồi nóc sao. Khám phá xong công trình này rồi mình nóc, để kiểu như là, giống như là phần thưởng ha. À ở đây nó còn lòng support. Đây là cái con người sắc đen. What the hell? Người sắc đen. Người sắc đen nè, một hit của mình gần chết rồi. Cho nó thêm cái phi tiêu để bay nữa là xong á. Ui, lần đầu mình gặp con người sắc đen đó luôn á. Không biết là nó có giấu đồ trong đây hay không. Đó, biết ngay. Nó giấu rương ở phía trong cái chỗ hát diêm thạch nè. Đó, giấu đi. Mình mở ra hết. Rồi, lại có thêm nước thánh nữa nè. Hai lọ nước thánh rồi. Tốt. Hôm nay uống có được hai lọ nước thánh để dành uống á. Rồi, có thêm kim cương nữa nè. Đẩy lùi cấp độ 3 thôi, không cần đâu. Thêm một lọ nước thánh nữa. Sao nhiều lọ nước thánh vậy, nhưng mà đồ thì mấy cái đồ khác thì không có xịn lắm á. Ở mức độ bình thường thôi. Rồi, tổng cộng là mình thu gom được 5 cái lọ nước thánh cực VIP luôn. Bây giờ mình uống vô thử coi nó sẽ cho mình những hiệu ứng gì. Em nhìn sơ qua là có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 loại hiệu ứng. Chuẩn bị nha. Bộ một phát là nó che hết cái khanh này luôn nè. What the hell? Có kìa. Mình uống vô một lần mình được cái đống hiệu ứng luôn. What? Mèn đét ơi. Ảo thì chứ. Trong đó có hiệu ứng đói luôn nha. Ôi chịu cái lò nước thánh này thiệt chứ. Khá là hay đó. giữ trong người, lâu lâu mình đem ra mình nghịch ha. Rồi, giờ thì tiếp tục cởi em gồm đi tìm tiếp cái con mà mình cần tìm ha. Hồi nãy giờ đi thì mình vẫn chưa có gặp được. Hy vọng là một xíu mình có thể gặp được nó sớm ha. Rồi bên đây còn có cái cánh rừng đốt cháy nữa nè. Kim tự tháp này có vẻ là hơi lạ so với bình thường, nên mình sẽ cùng nhau vô khám phá thử. Vô em gồng, vô trong mà ở đi nè. Nó giống như là nó bị đập ở phía trên nhá. Lạ thì ôi, mà ở dưới nó cũng giống như mấy kim tự tháp bình thường à. Ủa kỳ vậy ta. Vậy thì trong này nó có những cái món đồ gì? Vẫn là có kim cương luôn, lại có thêm một cái cà rốt vàng cường hóa. Well, kim cương tiếp nè. Mật ong chứ không phải nước thánh nè. Tưởng đâu nước thánh nữa là tới củ kiệu luôn. Và cây cung này có công dụng gì vậy? Hit multiple target. À, tức là mình có thể bắn được hai mục tiêu được luôn hả? Phải không đó, đừng bịp nha. Để mình giữ lại. Có gì một xíu mình mình test sao. Có thêm một cái Holy Locket. Không biết cái này mình có chưa nữa. Cái tên nghe quen lắm. Hình như cái Holy Locket đó mình đã có rồi hay sao á. Để bây giờ mình bay lên trên mình coi thử. Coi cái Holy Locket đó mình đã có chưa. À mình đã có rồi nè. Nhưng mà mình có thể gắn thêm một cái nữa. Ok, chị thì gắn luôn. Rồi giờ thì tới test cái cung coi nó có phải là bắn được hai mục tiêu hay không nha. Mình kiếm con gì mình test cái đó. Ê hôm nay hay là mình chơi lớn tao, mình chọc mấy anh bộ tộc. Được. Mình thử mình đứng chỗ nào để bắn được hai mục tiêu. Đây. Đâu bắn được một mục tiêu mà. À nè. Nó sẽ tưng. Bắn con này nó sẽ tưng qua con khác nè. Wow, nè bắn cái anh ở phía sau sẽ tưng là anh phía trước nè. Từ từ, để mình né kiếm góc khác ra.
kiếm góc nào mình bắn được hay. Này này này, bắn cái này. Đó, nó stun qua bên kia kìa. khá là hay đó. Nhưng mà thôi, hồi nãy giờ mình gà khịa nhưng mà không có gây có thiệt hại thương vong gì cho bất kỳ cái anh nào nha. Chứ không thôi làm tới cái cục kiệu nữa, mình không muốn gây thương vong với mấy anh bộ tộc đó đâu. Lành ít dữ nhiều đó. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra được những cái anh người khổng lồ rồi. Tại vì ngoài đầu của những cái con Orthus ra thì còn có những cái đầu của những anh người khổng lồ này mình có thể sử dụng để triệu hồi boss nha. À, thường thường thì mấy anh này sẽ đi theo kiểu như là nhóm á. Nhóm này để coi mấy anh. 1, 2, 3, 4, 4 anh. Tới cái cụ kẹo luôn. Ui sao nhìn, ui sao giống thế. Ủa phải không vậy? Cái bức tượng này. Ủa chắc không phải đâu, chắc không phải đâu. Ui ui ui, anh này đâu vậy? Đâu nè, một anh đã ra đi. Sẽ sử dụng cái phi tiêu này để tấn công nhiều anh cùng một lúc. Gì đây? Đó, 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 đó. Được, im. Ê, đừng. Trời, lắc máy không đúng lúc vậy. Phóng phi tiêu nè. Phóng phi tiêu. Đó, tận qua đi. Tận nè. Đó. Có vẻ phi tiêu không ăn thua với những anh này lắm. Mình sẽ bóp sức mạnh lên để mình đánh cho nó nha. Mấy anh này cũng rất là mạnh đó nha. Mình đã có được 3 cái đầu rồi. Quá đã. 4 cái đầu luôn. Ở đây vẫn còn một anh nữa nè. Vậy là tổng cộng cái nhóm này tới 5 anh lận nha, chứ không phải là 4 anh như lúc đầu mình đếm đâu. Rồi anh này chỉ rơi ra cái đầu bí ngô thôi. Nhưng mà không sao, mình đã có tới 4 cái đầu lận rồi. À, kiểu như là vượt chỉ tiêu rồi ha. Quá là tốt luôn. Tranh thủ đi lúc này là mình coi mình còn. Ủa phải, mình còn nhặt được cái chùy của cái ảnh nữa nè. Wow, chị gai nha. Chùy này ký là hơi bị đau á. Sáng thức dậy thì mình sẽ tiến hành cái công đoạn chuẩn bị cho đánh boss ha. Đầu tiên thì mình cần phải lấy ra những cái cục Oh no. Mình thiếu đồ rồi. Thiếu những cái cục đá. Cục đá bên địa ngục á, để mình qua bển mình đào một xíu rồi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha. Hết chuyện thiếu cái gì. Thiếu mấy cục đá này à. Úi. À này. Đây mình cần phải nén nó lại thành những cái cục xịn hơn á. Mình sẽ làm thêm một lần nữa. Ơ hay. Này gì mới được nè. Xong. Ơ đâu rồi. Cái bàn chế tạo này cứ bị làm sao á. Nè. Rồi. Giờ thì đi ra ngoài. Mình sẽ bắt đầu xây nó theo cái hình dạng là... Chưa để mình xác định cho đánh boss cái đó. Ồ, mình lại thiếu nó rồi. Gì thiếu hoài vậy? Mình cần thêm 4 xu nhung nham nữa. 4 xu nhung nham để mình lấy trong đây. 1, 2, 3, 4. Đợt mình có lấy cả đống để làm mấy cái vụn nether ra. Còn dư 4 xu nhung nham, 4 cái này. Rồi, đổ. Giờ thì tìm một cái chỗ thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa ha. Chúng ta sẽ quánh boss. Chứ không biết trên cái đảo của mình thì có đủ thứ để đánh boss hay không nữa. Bây giờ thì mình đánh được một con rồi nè. Con boss sử dụng cái đầu của Orthus ha. Mình sẽ xây cái này ra là 4 ô. Cái này chỉ là một con boss phụ thôi. Ở trong cái phần nhiệm vụ này thì nó không có đề cập đến á. Nhưng mà cái này kiểu như mình muốn bù cho cái phần khám phá bên thế giới Abyss á. Tại vì mình không khám phá được nên mình sẽ đánh boss này để bù qua. Rồi, giờ thì đổ nhung nham vô. Đây, hai xô rồi nè. Xô thứ 3 và xô thứ 4. Đó. Hình như nãy mình đổ bị sai rồi hay sao. 4 xô mà mình đổ ngồi còn có 3 xô à. Ố chân mình luôn á. Đây. Xô thứ 4 nè. Rồi, đổ rồi, nó nhung nham nó hết chảy lung tung rồi nè. Giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái Orthus Head này, mình dục vô trong đó nha. Và trước khi đánh boss thì mình sẽ ăn trái táo vô cho nó cẩn thận. Rồi, vứt cái Orthus Head vô. Nope. Nó. What? Nope. Ok. Đó, như vậy thì được rồi nè. Mình đã triệu hồi thành công boss người khổng lồ 3 đầu ha.
Hơi bị căng, hơi bị căng. Phi tiêu mạnh như vậy mà kéo được có một tí tẹo máu thôi là đủ hiểu rồi. Và boss này có lượng sát thương cũng khá là khủng á, và đánh đặc biệt là sẽ đẩy lùi mình rất là xa nha. Đó là năng lực của cái con boss này. Ui, nó không biết bắn súng hay gì cả. Ui, nó triệu hồi bò điên. Ui không, ui không, nó có tuyệt chiêu là triệu hồi bò điên. Phóng, phóng, phóng nè. Phóng, phóng nè. Mình có nhiều phi tiêu mà, sợ gì. Phóng cái đĩa cho mặt luôn nè. Sợ chứ, sợ chưa. Mình búp sức mạnh, búp sức mạnh, búp sức mạnh lên. Như vậy thì có thể tiêu diệt được cái boss người khổng lồ này rồi. Ơ, còn cho mình nether rai luôn. Xịn, xịn, xịn. Một cái horn up plenty. Rồi cái khiên. Quá là nhiều thứ luôn á. Một con boss thôi mà cho cái đống đồ. Cái horn up plenty này mình có thể dùng để làm gì cơ? À, mình tạo ra đồ ăn nè. Cái horn up plenty này có thể tạo ra rất là nhiều đồ ăn khi mà mình sử dụng ha. Như vậy thì không sợ chết đói luôn. Còn cái khiên có hiệu ứng mirror là cái gì á? Cái gương hả? Không biết có phải hay không, để mình test thử coi. Coi coi con nào đánh mình nó có bị phản sát thương là hay không. Đây 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 đây, có luôn, có cái để test luôn. Đó, mirror đó. Ờ. Nó vẫn là một cái khiên bình thường à. Chứ nó không có tác dụng gì thêm á. Ngoài ra thì còn cái gì khác không? À, còn một cây chùy của cái anh người khổng lồ nữa. Cái này thì hình như có năng lực là đánh bật lùi hay sao á. Đúng rồi, đánh bật lùi khá là xa luôn. Đánh anh Ender Golem dằn dính dách luôn nè. Đánh cho anh dằn dính dách luôn. Và đánh xong anh bị choáng một lúc cơ. Wow. Cái này không cần, không cần enchant cái dòng stunning vẫn có thể đánh gây choáng nha. Đúng là cái chạy của cái anh người khổng lồ có khác. Đúng xịn luôn. Đáng lý ra là mình còn thêm một cái con boss chó sói ba đầu, nhưng mà mình không biết vì lý do gì nữa mà mình không có triệu hồi nó ra được. Khá là đáng buồn luôn. Chỉ triệu hồi được cái anh boss người khổng lồ ba đầu thôi. Và bây giờ mình sẽ tranh thủ mình còn một số cái loại vải nè. Mình sẽ chế tạo full những cái loại giáp rồng luôn ha, mà mình có trong cái khả năng chế tạo thôi. À, còn gì nữa không ta? À đây, còn hai loại máu rồng thì mình sẽ làm hai cây kiếm ha. Hai cây kiếm. Rồi lần lượt là giáp rồng sấm sét mới tìm được trong ngày hôm nay nè. Mình rất là thích cái kiểu như vậy luôn. Đó. Xong rồi tới giáp rồng đồng. Một cái ủng áo nè. Và một cái nón. Và tới giáp rồng băng thì mình khá là ít ít dùng luôn á. Ủa, giáp rồng băng hình như mình đã có rồi, một bộ ở dưới rồi hay sao ấy. Ồ, vậy thì thôi, mình sẽ đổi sang làm kiếm rồng nữa ha. Làm hai cây kiếm rồng. Kiếm rồng lửa nè. Kiếm rồng băng, tại vì rất là đáng buồn luôn là mình không có nhiều dịp để sử dụng nó lắm. Đã, giáp rồng băng mình đã có rồi. Nè, bảo sao mình nhớ là mình có giáp rồng rồi. Rồi mình sẽ lần lượt treo nó lên ở vô vị trí này. Đây là giáp rồng... Ủa, cái này là rồng đồng đúng không ta? Chính xác, rồng đồng thì mình sẽ sử dụng kiếm rồng lửa mình nhét vô đây. Đó. Rồi tới rồng sấm sét. Mình sẽ nhét ở chỗ cái bên ha. Bên này. Mình còn có cây kiếm rồng sấm sét, mình để trong ba lô nè. Sẽ lấy ra mình gắn vô luôn. Kiếm rồng sấm sét đây, để vô đây. Đó. Như vậy là xong rồi đó. Vào trên người mình là bộ giáp có thể nói là xịn nhất trong cái kho đồ của mình hiện tại. Giáp Raco ha. Còn một loại giáp xịn hơn nữa, đó chính là Raron Steel. Đây, giáp thép rồng. Giáp thép rồng thì nó sẽ cộng nhiều giáp hơn giáp Raco mình một tẹo thôi. Mình nghĩ nếu mà full giáp thép rồng thì nó sẽ đầy cái ống giáp thứ hai luôn á. Còn về phần bạn đồng hành thì chuyến khám phá lần này thì mình có hai người bạn đồng hành á. Một là Leviathan, đồng hành cũng khá là ít thôi. Và thứ hai là cái em rồng này nè. Em rồng tinh nghịch này. Đây, rồng sấm sét tinh nghịch. Ê, 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 ê. Đó, 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 thấy chưa? Mình đặt tên là rồng tinh nghịch có sai không? Mình vô mình chơi ngồi cái Leviathan mà cũng không chịu, bay mất tiêu rồi kìa. Đó,
Nói chung thì chỉ có hai cái người bạn này thôi. Và chuyến khám phá nào thì rồi cũng sẽ tới hồi kết thôi. Và chặng đường trong chiến binh thời Trung Cổ đến đây cũng đã rất là dài rồi. Mình đã đi qua rất là nhiều vùng đất, khám phá rất là nhiều công trình khác nhau và chiến đấu hơi bị nhiều những con boss luôn á. Hy vọng rằng những series kế tiếp thì chúng ta sẽ may mắn hơn, giống như series này, có những món đồ thật là xịn để đi khám phá cho nó chất chơi người dơi ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.